mua hồi sáng là mua chiếc 70 rồi giờ máu chốt thêm chiếc 60 đời 2020 nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Hai anh em bỏ anh chạy nè. Rồi chiếc này đời 2020, giá lấy giá nhiêu anh? Dạ 362 triệu. Dạ, đời 2020 nha bà con. Bỏ lại cái vàng sới với lại cái vàng cài, chỉ lấy máy với lại ủi thôi. Đời chiếc này đời 2020, động cơ zin, mình máy zin hết. Em có quay lên cho bà con mình xem rồi đó ha. Anh cho em hỏi mình ở đâu vô vậy? Dạ em đến từ Quảng Trị, sở tôn tên là Tinh Trị. À anh tên gì? Anh Vũ Văn Toan. Đi xe vô đây vất vả không ta? Vất vả lắm. Đêm nay ngay một đêm mình tới Vĩnh Long để về lấy cho cái vé máy bay về Đà Nẵng cho nó khỏe. À. Rồi đi xe về Quảng Trị. Anh vô anh chọn 70 hay là 60? Dạ 70. Dạ. Chiếc này thì 350 triệu động cơ zin. Với lại số má đầu zin hết. Em làm lại hết mấy cái nào anh chưa ưng á. Như chiếc này là động cơ nè. Động cơ chiếc này nè, là nguyên zin hết luôn nè. Thấy không? Động cơ là nguyên zin hết luôn. Quay từng con ốp luôn nè. Cái vỏ sau này còn đẹp nè. Cái vỏ trước này tạm ổn nè, tại vì do nó ủi nhiều quá nó cấn đá. Đó anh nghe cái tiếng xè xè đó. Anh nghe cái tiếng xè xè này thấy không? Là nó dính cái đề, anh phải trả lại liền nha. Nó bị dính cái này nè. Cái chìa khóa nó bật qua nó lâu ngày nó trơn cái lò xo là nó bị dính, anh trả lại. Anh đề lại thử coi. Rồi đó, là được rồi đó ha. Khi nào không nghe tiếng xè nó là được. Nhiều khi mình rửa rồi á. Đó. Để đó. Nào cái cũ là bao nhiêu tiền đó. Dạ đúng rồi, cái nào cũ là em làm lại hết. Mấy cái đồ này nè, ví dụ bây giờ sợi chỗ này đi, cái dây cáp lên ra chết chỗ này nó đứt thì em thay cho anh cáp mới sẵn đó, rồi cho anh một bộ dây cáp về Seiko luôn. Tại cái 7040 này đa số nó xài dây nhiều hơn thì cái nào mà cần Seiko á thì em cho anh một bộ về Seiko bảo dưỡng lại hết cũng như sơn mới. Bảo dưỡng về cái nhợt nhập xe bảo dưỡng hay là chưa thay chứ anh? Thay cái mới nhớ động cơ nè, nhớ thi lực nè, thay cái mới hết. Còn máy móc là đảm bảo là động cơ zin, còn số zin về bảo đảm cho anh chạy là được rồi. Cái lăm ủi này lấy nha. Cái lăm ủi này lấy đừng bỏ lại. Bỏ cái lăm ủi này lấy chứ. Bỏ cái cày. Bỏ cái danh sự danh cây thôi. Bây giờ cái vàng cày với cái vàng sới á là em chịu tiền lại. Rồi lấy cái lăm ủi này thôi. Lấy lăm ủi này là được rồi. Còn máy móc là anh yên tâm. Thùng này thùng sắt này nha. Thùng dầu này có bấy không rồi xài thùng sắt nha. Cái này thùng dầu hả? Dạ thùng dầu. Con này là cầu số ghi hết toàn bộ nha. Đây hôm nay nè. Thấy không? Cầu số là ghi hết. Bao anh kiểm tra thoải mái. Lên chạy thử đi. Lên chạy thử đi. Rồi để lên test thử. Dạ, mấy cái này em bao kiểm tra lại hết. Chạy nhanh đó nha, chạy nhanh đó nha. Rồi. Cái thắng này nó đi với camera nè, mỗi lần anh đạp là nó sẽ kéo theo. Bây giờ em đang đi số 4 đúp nha, số 4 qua số 4 thỏ. Cái tay lái nó cực kỳ nhẹ luôn nha, cái tay lái nó nhẹ lắm. Gạt về cái là no. Này để chế thêm một cái bệ bước đó. Nói thả chế thêm một cái bệ bước cho khách nữa nha. Chế lên một cày đi, về lên xuống nha. Dạ dạ. Có một cái bể bước nằm đây tầm này nè. Để sẵn nó bảo vệ lại cái thùng dầu luôn. Mà chúng cái số về cái cái tay này tay luôn kèo xuống cái tới này nè. Dạ dạ, cái đó em bao dương hay lại luôn. Làm lên hết mà. Cái này nó đang cứng á. Cái tay số anh kìa. Yên lập mới nè. Yên rồi. Lập mới nè. Dạ. Nói chung cái nào mà em thấy nó cũ là em cứ thay cho anh. Dạ. Thay lại hết. Rồi bao dương lại. Bao dương là mình sơn lại em được. Đúng rồi. Cái gì? Cái là sơn lại đúng không? Sơn hết nguyên cái luôn á. Ở trên cam ở dưới vàng sơn như chính hãng luôn á.
sơn nguyên zin luôn á cho anh, toàn bộ mà. Cái này là khoảng mấy ngày tới nhà em nhỉ? Bây giờ bữa nay là 28 thì em làm tới 30, cho em làm 2 ngày. Em làm tới 30 về 33 hôm nữa. Tại vì thường là về cỡ 2 hôm thôi, nhưng mà cho xe nó về dưới thung tí, cho nó thêm ngày đến xếp dỡ hàng dọc đường á, thì cho thêm ngày nữa. Nhưng bên em về bên công ty em bảo đảm cho anh là cái chiếc xe này nhá. Dạ. Nhà em không phải chiếc xe này mà đánh trả lại. Bao làm dấu, có số khung số máy hết mà. Rồi. Có số khung số máy hết. Nếu mà từ nhà mà đây nè, phải xe này là bọn anh trả lại. Đúng không? Bao hết, tại vì em nhận của anh cho 20 mà. Có số khung số máy hết. Yên tâm. Đây. Em lưu lại cái số anh, số thằng em này nó hay tí vô trong kia rồi em với anh làm việc thêm, vô phòng họ nói chuyện làm việc thêm. Nè, cái số khung nè. Số khung xe này á là 76322, cái hồi nó sẽ chỉ danh số ở đó. Rồi, ô số máy chiếc này là V3307, là cái động cơ xài động cơ V3307 á. Rồi. Rồi ba số cuối là 3645. Thì anh cứ coi theo số khung số máy anh việc. Xe này nó chạy mà 6040 á thì nó nằm giá 290 triệu là có xe rồi. Mà 6040 á nằm giá cỡ 290 là có xe, nhưng mà còn 290 tới 500 mấy 600 vẫn có. Ở đây em có từ đời 2015 cho tới 2021-22 luôn em, mấy cái 60 á. Còn 70 là chiếc này là đời 2015 giá 350. Thực ra em nói nè. Dạ. Tức là có mấy cây mà cũng ngoài mà mật màu sơn á. Dạ. Là bọn em bao trường lại cho bọn anh ý. Dạ đúng rồi, em làm lại hết. Làm lại hết cho bọn anh ý. Nhưng mấy cái này nè. Nhưng mấy cái này nè, thấy không? Đúng rồi. Là em làm lại, tuốt tác lại hết trên cho nó mới, về bà con tao thích chút. Dạ. Còn máy móc thì chủ yếu cái động cơ nó nguyên bản là được à. Còn cái phần bên ngoài á là em tuốt tác lại hết trên để cho nó đẹp cái vẻ bề ngoài. Còn ở trong là em bảo đảm cho anh là ví dụ giờ phết nó có xì thì em sẽ thay phết, đạn nó có rơi em sẽ thay đạn. Động cơ với hộp số em sẽ không bao giờ đụng, tại vì hộp cơ với hộp số là nguyên zin. Mấy cái đó bình thường, mấy cái đó chỉ lỏng mấy cái bạc thôi. Cái nào mà cưng là em thay cho dạ, nó nhẹ nhá. Đó là làm lại cho nó đồng bộ. Làm là phải tổng xung ruông, bao sổ kêu nó năng qua. Thì đúng rồi, lấy con này về anh yên tâm chạy, ở đây em làm hết cho. Tháng là mua chiếc 70 rồi giờ máu chốt thêm chiếc 60 đời 2020 nữa. Đúng rồi. Hai anh em bọn chạy nè. Rồi chiếc này đời 2020, giá lấy giá nhiêu anh? Dạ 362 triệu. Dạ đời 2020 nha bà con. Bỏ lại cái vàng sới với lại cái vàng cày, chỉ lấy máy với lại ủi thôi. Đời chiếc này đời 2020, động cơ zin, mình máy zin hết. Em có quay lên cho bà con mình xem rồi đó ha. Này hồi sáng là mới vừa chốt chiếc 70 350 triệu rồi. Bây giờ anh thấy sao chốt luôn chiếc này vậy? Chia sẻ cho mọi người ơi. Tại vì thầy xe cũng được nữa. Dạ. Km nó vẫn ngon. Dạ. Xe máy chạy vẫn ngon nên anh quyết định mua thêm một chiếc này nữa. Dạ. Máu vứt một lần hai con về đất Quảng Trị sát cửa khẩu La Bảo luôn nha. Giờ để đi quay sơ chiếc này ha. Lớp trước là nó đã thay cái lớp khác rồi nha. Lớp trước nó thay lớp khác rồi, bên bển nó thay sẵn. Gai cũng rất là cao. Lớp sau thì vẫn đi vỏ Otani, vỏ zin của nó nha. Lớp sau này vẫn đi vỏ Otani, vỏ zin của nó luôn. Chiếc này đời 2020 nè. Hôm bữa em quay lên em nói là chiếc này 390 triệu á, mà anh bỏ lại cái vàng cày với cái vàng sới nên là trừ tiền ra nha. Trừ tiền ra nha bà con. Hả? Đây đùi cầu đây. Zin tét tẹt đẹp lắm, xe này keng má ơi luôn. Xe này chưa làm gì 2020. Đây ốc bánh chưa tháo, hôm bữa có quay em nói bà con rồi á. Đẹp dữ lắm. Cày. Rồi. Đây. Bây giờ là cho bảo dưỡng máy. Cho bảo dưỡng máy lại hai chiếc về một lượt một xe luôn. Ok. Hợp lý. Bây giờ để chạy ra sao làm luôn.